Con chào cô chú nha. Hôm nay mẹ tắm cho con nè. Con đứng lên đi cho mẹ đi. Đợi xíu nha, mẹ mở nước nấu nha. Hồng ơi. Bạch Thường ơi. Bạch Thường à. Cô chú ơi. Hôm nay mẹ tắm cho con đó cô chú. Hơi sợ nước một chút xíu nên là thật thùng tắm là bình thường thôi chứ không có thích lắm như các bé khác. Nước ấm rồi mẹ ơi, mẹ tắm cho con nhanh nhanh nha. Mẹ tắm cho con nhanh nhanh nha, con sợ nước đó mà. Giỏi quá, con sửa lại đây. Ok, lông nhiều nên là khó vô lắm, nước khó vô lắm. Lúc tắm là nhìn tội nghiệp lắm, tại vì không có thích nước máy, nhìn khô à, mẹ tắm sao cũng được. Mẹ tắm bao lâu cũng được. Con quay qua đây cho cô chú nhìn nè. À không, con quay qua đây cho cô chú nhìn. Ok. Mẹ ơi, tắm nhanh nhanh cho con đi. Tắm xong á nhìn là không nhận ra Phạm Thùng đâu. Giỏi quá. Đó, lúc tắm là ngồi phù lù rồi đó. Như là đang giận mẹ cái gì vậy đó. Nước xà bông đầu á, là để cho nó sạch mấy cái bụi bẩn giống như là mình gội đầu á mọi người. Giống như là mình gội đầu á, cái nước đầu á là mình giống như mình bỏ đi để cho nó sạch bụi bẩn trước đã. Sau đó là tắm lại nước xà bông thứ hai.
Học thùng giỏi quá, học thùng của mẹ giỏi quá. Đó, tắm cũng hiền khô, mà lúc mẹ cắt lông cũng hiền khô, làm cái gì cũng hiền khô hết á, như con gái vậy đó, không phải con trai đâu. Thập thùng là con gái, không phải con trai. Lộn giới tính rồi, đúng không thập thùng? Con lộn giới tính rồi đúng không thập thùng? Nhìn là không nhận ra cặp thùng luôn. Đau chân hả? Mẹ ơi tắm nhanh nhanh lên, lạnh quá hả? Ok, mẹ xả nước đậu. Ây, con ấy con mẹ rồi, mẹ xả nước đậu cho con nha. Cho mẹ không có nhiệm vụ đánh răng, mẹ chỉ nhiệm vụ tắm với cậu lông thôi.
ba là nhiệm vụ đánh răng đó, ba đánh răng cho con đó. Không đánh răng là răng con mau hư lắm. Tính ra nuôi một con chó là cũng tốn kém lắm đó mọi người. Sữa tắm nè, bàn chải đánh răng nè, kem đánh răng nè, rồi đồ ăn hàng tháng nè, rồi đồ ăn thêm bộ tốt cho răng nè, rồi đồ ăn để cho đảm bảo sức khỏe nè, rồi lâu lâu cho mấy cái đồ này kia cho nó gặm chơi, rồi mua quần áo, rồi mua đồ chơi, rồi vậy cũng tốn kém đó. Nhà mình nuôi hai con thì cũng tốn. Rồi đi chích ngừa thì một năm chích một lần, chia ra cắt hai tuần mấy tuần lại chích thêm một lần nữa, là một năm chích hai ba lần gì đó. Nhiều bệnh lắm, chích mấy loại bệnh cơ. Nếu nó khỏe mạnh thì không sao, chứ nếu nó không khỏe mạnh á là đi khám này kia các thứ. Ato thì nó chưa bị bệnh bao giờ, chưa phải đi khám bao giờ. Nhưng mà con kia đi khám nhiều lần lắm. Có lần nhiều tiền nhất là khám tới 3,5 triệu hay 3,6 triệu gì đó, là khám trong vòng hơn một tuần, là bác sĩ tính tất cả là 3,6 triệu. Còn Ato thì chưa phải đi khám bệnh, chỉ có đi chích ngừa mấy lần, rồi giỏi.
mẹ thêm được không? Lông nó hơi dày, lông ở trên lưng thì ngắn nhưng mà lông ở chân á thì mình để nó hơi dày nên là phải xả nước thật tí rồi. Không là mẹ cũng mất hơn một tiếng đồng hồ đó cô chú. Xong rồi, ok. Con đợi mẹ xíu nha, mẹ lấy khăn đã. Xong rồi đó cô chú, mẹ sẽ sử dụng một cái khăn này để mẹ lau ráo nước trước, rồi sau đó rồi mẹ sẽ sử dụng một cái khăn khác để lúc dành cho lúc sấy, tại vì một cái khăn này là nó thấm chùi như vậy là nó thấm ướt luôn rồi, hết nước luôn rồi. Ok.